Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn có thể bắt đầu kiếm thu nhập thụ động ngay bây giờ. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể kiếm thêm 100, 1.000 hoặc 10.000 euro mỗi tháng? Bạn sẽ đi du lịch hoặc có thể học thêm văn bằng 2. Hay có lẽ bạn sẽ chuyển tới căn nhà mới. Trong thế giới ngày nay, một công việc tốt hay bằng cấp cao không đảm bảo cho bạn sự thịnh vượng trong tương lai. Ngay cả các khoản đầu tư vào các công cụ sinh lời ngày nào cũng không hoạt động như trước. Các chỉ số chứng khoán, dầu mỏ, trái phiếu chính phủ đã đến lúc tìm kiếm một cái gì đó mới. Ngày nay, chúng ta cần những giải pháp không tuân theo các quy tắc thông thường và không bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Chúng tôi có tin tốt cho bạn. Giải pháp đã được tìm ra và tập thể phát triển của chúng tôi đã tạo nên nguồn thu nhập thụ động. Xin giới thiệu đồng tiền điện tử tuyệt vời Antima. Với Antima, mọi người sẽ có thể khám phá nhiều cơ hội và tiềm năng kiếm tiền lớn trên thị trường tiền điện tử. Nhà sáng lập Antima, Alex Reignac, là một nhà đầu tư mạo hiểm, doanh nhân nối tiếp, huấn luyện viên kinh doanh quốc tế. Alex Reignac nằm trong top 10 người đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử và công nghệ blockchain. Theo một trong những ấn phẩm kinh doanh hàng đầu thế giới của tạp chí Entrepreneur của Mỹ, Alex đã phát biểu công khai tại các hội nghị và diễn đàn quốc tế, tại hàng ngàn sự kiện về các cơ hội và chiến lược phát triển và tăng trưởng của Antima. Là một loại tiền kỹ thuật số được tạo ra bằng công nghệ blockchain để khiến tiền điện tử trở nên thuận tiện và dễ tiếp cận với đại chúng. Người dùng là người sở hữu duy nhất cho các token của mình. Họ có thể tự do nhận, chi tiêu, chuyển nhượng, lưu trữ, thừa kế các token của mình và thực hiện các giao dịch khác với giá rẻ, nhanh chóng và an toàn. Tiền mã hóa Antima cho phép chuyển tiền tức thì từ mọi nơi trên thế giới mà không cần trung gian, hoạt động 24/24 trong chế độ thời gian thực. Hệ thống được bảo mật và an toàn, có tính độc lập, ẩn danh hoàn toàn và có thể chuyển đổi Antima tự do thành tiền pháp định và các loại coin khác. Loại tiền điện tử lớn với cơ sở hạ tầng phát triển và cộng đồng lớn ở 120 quốc gia. Hãy hình dung, Antima đã được 2.800.000 người trên toàn cầu sử dụng. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng toàn cầu và việc chuyển đổi tự do token trên nhiều sàn giao dịch cho phép Antima có lợi nhuận, có thể dự đoán và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là cho doanh nghiệp. Hiện nay, Antima đang trở thành một công cụ độc đáo để tài trợ sáng tạo cho các dự án, từ hoạt động từ thiện đến các lĩnh vực kinh doanh toàn cầu. Do đó, Antima đang tự tin tiến lên các vị trí hàng đầu và cố gắng lọt vào bảng xếp hạng các loại tiền điện tử nổi tiếng nhất trên thị trường. Ngày nay, token Antima đang thể hiện là một trong những tài sản hứa hẹn nhất ở bất kỳ danh mục đầu tư tiền điện tử nào. Mục tiêu của Antima là làm cho mọi người có thể dễ dàng sử dụng tiền điện tử và không chỉ mua bất cứ thứ gì và ở bất cứ đâu với Antima mà còn có thể tự khai thác chúng bằng các công cụ đơn giản. Cách dễ nhất và có lợi nhất để nhận Antima là thông qua bể thanh khoản được ủy quyền. Nó hoàn toàn phi tập trung và được kiểm soát bởi blockchain, bể được lấp đầy bởi chính người dùng. Khi mua một sản phẩm, họ sẽ ký một hợp đồng thông minh đặc biệt. Theo các điều khoản của hợp đồng, họ sẽ có thể nhận được phần thưởng hàng ngày. Phần thưởng này được trả trọn đời cho việc lấp đầy bể thanh khoản. Blockchain phát hành phần thưởng theo yêu cầu. Bạn có thể yêu cầu nó hàng ngày hoặc bạn có thể yêu cầu ít thường xuyên hơn và thu số tiền tích lũy. Bạn có thể tùy ý sử dụng token Antima nhận được dưới dạng phần thưởng, bán chúng, kiếm tiền nhờ chênh lệch tỷ giá, mua các sản phẩm hệ sinh thái khác hoặc tăng mức lợi nhuận bằng cách mua giấy phép mới. Antima đã được 2.800.000 người trên toàn thế giới lựa chọn. Hãy tham gia ngay bây giờ.